Thôi, cha Thảo Thủy Đô xin kính chào tất cả quý vị và bà con cô bác đang chăn nuôi thỏ trên mọi miền tổ quốc nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn biết thêm một món ăn của thỏ rất là độc đáo. Cho nên mình xin dặn tất cả các bạn, có bất kỳ một cây gì trong vườn cứ hái cho thỏ nó ăn. Nghe cho các bạn, đừng bỏ uổng, mình giảm bớt cái chi phí cám mà các bạn. Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn biết cây này là cây gì không các bạn. Đây là cây mận. Tại vì mình chặt bỏ để mình làm trại mới, cho nên là nó có rất là nhiều. Hôm qua cho một lần rồi mà chưa có thời gian quay. Hôm nay mình quay để mình giới thiệu cho các bạn nha. Đây là cây mận. Không biết là khu vực miền Bắc rồi anh em nói cây này cái gì, nhưng miền Nam, miền Trung hay là Tây Nguyên, miền Tây thì nó đều nói là đây là cây mận nha các bạn. Mận miền Nam. Đây, bông của nó thỏ cũng kiền ăn lắm. Cái gì thỏ cũng ăn hết các bạn ơi. Nhưng mà đừng có kiến này, chín kiến này. Đây mình bỏ cho nó ăn cho các bạn thấy. Thỏ con này, thỏ con ăn này. Thấy chưa? Ăn ngon chưa? Bây giờ bỏ cho thỏ. Thỏ mẹ. Ăn ê, thỏ mẹ. Các bạn thấy nó ăn ngon không? Nè. Cây mặn nha các bạn. Cho nên mình không có bỏ bất kỳ một cây gì hết nha các bạn. Đây, coi dàn thỏ con này, nó thèm không? Nó thèm lá. Ăn cả lá đến bông đến ngọn luôn. Ăn đi. Mình thấy chưa? Thấy nó ăn ngon không? Nè. Đâu có bỏ cái lá nào đâu. Các bạn thấy không? Ăn rất ngon. Đó. Cho nên trong nhà mình mà có bất kỳ cây gì thì mình cũng nên tận dụng nha, đừng có bỏ. Nè, con ăn ngon không? Thỏ mẹ ăn nè. Thỏ mẹ đang nuôi con ăn nè. Tốt lắm, cây lá mặn nó chát nó cũng làm cho tốt cái bao tử nữa các bạn. Thấy ăn không? Rất ngon. À, thấy chưa? Bà này sổ mũi rồi. Ừ, con ăn nè. Quá đã. Cho nên là mình không có bỏ cây nào hết nha các bạn. Bất kỳ có cây gì trong trong nhà là vẫn lấy cho nó ăn nha. Thấy chưa? Ăn ngon, ngon lành. Nè. Thấy chưa? Cây mặn đó các bạn. Mùa này đang giao mùa. Các bạn bổ sung dinh dưỡng thức ăn thô xanh cho nó nghe. Cho nó tốt. Mình chia ra bớt đi chứ. Mấy bà kia thì thèm, mấy bà này không có ăn. Hôm qua cho ăn mớ rồi. Này, coi thỏ mẹ nuôi con cho ăn nè. Thấy chưa? Lá mặn nè các bạn. Ai cũng biết hết rồi, cho nên là không có bỏ. Chứ có cái lá nào là cho nó ăn cái lá đó. Ghiền lắm. Đặc biệt thỏ con nó ăn ngon lành luôn. Các bạn thấy không? Thấy rồi, thỏ con ăn chưa? Đã luôn, ăn ngon, ăn ngon ngọt luôn. Đâu có đề gì, các bạn thấy chưa, quá tuyệt vời. Cho nên là mình có cái gì mình biết là mình cũng hướng dẫn cho bà con hết trơn á. Bởi vì nuôi thỏ thì nó cũng bắt bên, bà con nuôi cũng biết rồi. Cho nên là mình giảm được cái thức ăn chừng nào thì hay chừng đó. Thức ăn cám công nghiệp đó các bạn. Đó, mình giảm chừng nào tốt chừng đó. Mình tiết kiệm tối đa mà. Tiết kiệm tối đa. Cho nên là đừng có bỏ một bất kỳ một cái cây gì có trong nhà nha các bạn nha. Cho thỏ nó ăn, nó ghiền lắm các bạn. Ăn đi. Các bạn nhìn nó ăn nè. Ghiền luôn. Đừng tưởng đâu là nó không biết ăn. Cây gì nó cũng ăn hết trơn á. Còn nếu mà không biết thì cứ hỏi mình nha, mình chỉ cho. Thấy chưa? Này, thỏ con nó ăn ghiền luôn. Bữa nay đang dồn lòng để mà làm trại mới. Cho nên một số bạn hỏi mua giống thì cũng đang kẹt quá không có giống để mình dành ít giống để sang năm mình lên trại mới á. Còn chắc là sang năm qua Tết thì chắc mình cũng hứa hẹn mình sẽ hỗ trợ tiếp tục con giống cho bà con. Chứ bữa nay thì hết rồi. Thôi ok, mình xin chào các bạn nha.